Xin chào anh em nha. Thì bây giờ mình lại làm video giao hàng ở đây. Thì mình vừa mới đi tập về thì mình lại tiếp tục mình làm cái công việc rất là yêu thích. Đó là mình soạn hàng ra và giao hàng cho anh em. Thì trước khi giao hàng thì mình làm một cái video ngắn mình chia sẻ với anh em. Thì có bạn nào mà có đặt ở trong này thì xem chơi cho vui nha. Thì cái này mình có mấy đơn. Cái này là có một bạn PT. Thì bạn này ở đâu mình không nhớ luôn, xíu nữa mình xem lại rồi mới giao. Còn cái này thì bạn này mới đặt hũ Isolin thì tặng cho bạn đó hộp bánh Bicotti. Và cái bình này thì bạn đã đặt thêm đó, thì cái này tặng thì cái này mới đặt thêm đó. Còn cái này thì anh này đặt một hũ Isolin với lại một hũ AR1 mà không cà phê anh em. Đó, không cà phê thì anh này không uống cà phê trong lúc tập được đó. Thì cái này ảnh tặng cho ảnh cái bình màu hồng xinh xinh để mà ảnh tặng cho gái. Tiếp theo là hai cái đơn này thì gồm có hai hũ R1. Thì bạn này bạn đặt hai hũ R1, lúc đầu là đặt hai hũ R1 vị cà phê, nhưng mà cà phê mình hết rồi. Nói chung là R1 mình cũng còn có vài hũ nữa hết rồi, hết hàng rồi mà mình chưa có đặt kịp anh em. Tại vì mình cũng đang gom của mấy anh em mà đang thiếu mình, thời gian vừa rồi mình gom lại rồi mình mới đặt R1. Tại vì đặt ngay bây giờ thì vẫn chưa có đủ tiền để đặt đó anh em. Mình phải đợi anh em quay qua rồi gửi tiền ship lại cho mình rồi mình mới có mình đặt. Cũng kẹt lắm anh em, chứ không phải là sung sướng hay dư giả gì đâu. Thì hai hũ này thì mình nói là mình hết hết cà phê, chỉ còn dâu cam chuối thì bạn này vẫn đặt một hộp cam với một hộp chuối và 20 quả lin body. Đây, 20 quả lin thì bạn này là ở trên Sài Gòn nè, nhớ là bạn này ở Sài Gòn. Cái này là ở Tây Ninh, anh bạn này là ở Tây Ninh. Còn cái này là ở đâu mình không nhớ. Anh này là anh khách quen đặt rất là nhiều lần của mình rồi. Còn bạn này là ở đâu cũng mình không nhớ, nói chung là ngoài anh em, xa lắm. Thì nói chung là hôm nay mình chỉ có mấy đơn hàng online thôi, thì bây giờ mình phải bỏ vào trong thùng rồi mình ship cho anh em. Thì bạn nào mà có cần đặt hàng hay muốn tham khảo tư vấn gì thì mình có để số Zalo bên trên màn hình nha. Thì anh em vào trong đó và muốn mình tư vấn hay là muốn tham khảo bất cứ cái gì mà mình biết thì mình sẽ chia sẻ với mọi người. Và mình cũng có để cái đường link Facebook như cũ á, mình để ở dưới phần mô tả video, anh em vào trong đó và thích thì nếu mà thích giao lưu thì kết bạn với mình, hoặc là không thích giao lưu kết bạn với mình thì có thể nhắn tin hỏi trực tiếp với mình luôn. Thôi xin chào tạm biệt mọi người nha, hẹn mọi người vào những cái video sau nha, bye bye.